Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang đến với bản tin thời tiết 12 giờ trưa trên kênh VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, mưa giảm, trời chuyển nắng, đó là hình thái thời tiết chính đang diễn ra ở khu vực Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ. Trong trưa và chiều nay, nắng vàng vẫn trải đều trên toàn khu vực với nhiệt độ tăng dần, cao nhất ngày từ 30 cho đến 33 độ. Hiện tại thì giải hội tụ nhiệt đới đã được hình thành nối với cả vùng áp thấp đang hoạt động trên khu vực Biển Đông. Trong chiều và đêm nay thì giải hội tụ này sẽ tiếp tục gây ra mưa rào và dông rải rác cho các tỉnh thuộc khu vực Trung và Nam Trung Bộ, thậm chí là một số nơi còn xảy ra mưa vừa, mưa to và dông. Từ đêm nay thì giải hội tụ nhiệt đới này sẽ dịch chuyển dần lên phía Bắc và cùng với đó thì vùng mưa cũng lan dần ra khu vực từ Nam ra Bắc. Và ở các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, nhiều nơi còn có mưa vừa, mưa to và dông. Mưa còn kéo dài trong cả 2 ngày sau đó, nên bà con khu vực vùng núi thuộc khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cần đề phòng với hiện tượng lũ quét và sạt lở đất. Quay trở lại với thời tiết các tỉnh miền Bắc, thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai, tại đây vẫn có thời tiết tốt, trời ít mưa, ngày nắng với độ ẩm giảm, khiến nhiệt độ tăng nhanh. Đặc biệt là tại khu vực phía Tây Bắc Bộ thì nhiệt độ có thể lên mức 32 cho đến 34 độ. Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm ngày mai thì giải tụ nhiệt đới có xu hướng dịch chuyển lên phía Bắc, cộng thêm ở phía Bắc lại có một khối khí mát di chuyển xuống phía Nam, nên toàn khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa dông trên diện rộng, đặc biệt là trong hai ngày 12 và ngày 13 thì một số nơi, đặc biệt là tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ thì có khả năng sẽ xuất hiện mưa vừa mưa to. Người dân vùng núi cần hết sức đề phòng với lũ quét và sạt lở đất. Với những phân tích trên thì thời tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước như sau. Tại các tỉnh khu vực phía Tây Bắc Bộ, trong ngày mai trời ít mưa, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Sang hai ngày 12 và ngày 13, trời chuyển nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, mưa tập trung nhiều ở phía Nam Sơn La và Hòa Bình, nên nhiệt trong ngày giảm nhẹ. Còn tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, thời tiết tốt vẫn duy trì trong ngày mai. Ban ngày trời có nắng với nhiệt độ giữa trưa giữ ở mức là từ 30 đến 33 độ. Từ chiều tối ngày mai, trời sẽ chuyển nhiều mây và xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Sang ngày 12 và ngày 13, ở khu vực đồng bằng sẽ có nơi có mưa vừa, mưa to và dông, nền nhiệt giảm mạnh, cao nhất chỉ dao động từ 27 cho đến 30 độ. Dịch xuống khu vực Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, từ ngày mai trời sẽ chuyển nhiều mây hơn, đến chiều tối và đêm sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, phía Nam có nơi sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, mưa lớn tập trung trong 2 ngày 12 và ngày 13 với nhiệt độ cao nhất chỉ còn từ 27 cho đến 30 độ. Còn tại các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, trong 2 ngày tới trời nhiều mây, có mưa rào và dông trên toàn khu vực, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 30 độ. Sang ngày 13, mưa giảm dần, ngày có nắng trở lại nên nhiệt tăng nhẹ lên mức 29 cho đến 32 độ. Còn tại khu vực Tây Nguyên thì trong ngày mai vẫn có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Sang ngày 12 và ngày 13, mưa giảm dần, chỉ xảy ra vào chiều tối và đêm, còn ban ngày trời nắng, nhiệt độ sẽ tăng nhẹ lên mức 27 đến 30 độ. Lùi sâu vào các tỉnh khu vực Nam Bộ thì mưa dông lượng lớn vẫn tập trung nhiều trong ngày mai với nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Sang ngày 12 và ngày 13 thì mưa giảm ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác nên nhiệt tăng khoảng 2 độ, phổ biến trong khoảng 29 đến 32 độ. Tại thủ đô Hà Nội, thời tiết tốt vẫn duy trì trong ngày mai. Ban ngày trời có nắng với nhiệt độ giữa trưa vẫn giữ ở mức từ 30 cho đến 33 độ. Từ chiều tối ngày mai, trời sẽ chuyển nhiều mây và xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Sang ngày 12 và ngày 13 thì khả năng sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, nên nhiệt giảm mạnh, cao nhất dao động trong khoảng 27 đến 30 độ. Thưa quý vị, trên biển do ảnh hưởng của giải tụ nhiệt đới nên tại khu vực Bắc và giữa của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào và dông mạnh với tầm nhìn giảm thấp từ 4 đến 10 km, gió duy trì cấp 4, cấp 5, trong cơn dông đề phòng hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh. Trong khi đó, tại khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa tiếp tục có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, với gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Từ ngày 12 thì mưa trên khu vực này có xu hướng giảm dần, gió Tây Nam cũng hoạt động yếu dần xuống mức cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết cho 3 ngày của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin thời tiết tiếp theo.